Căng. Ba. Cách được khen như nữ thái thì đoạt tái nhé. Tiếp. Còn rất con. Tổ lắc rồi à. Ra đến xét đấu thứ hai điểm số không đều. Hello, Trần Trung Dũng sao YouTube lại không xem được? YouTube lại không xem được, cô đi nhìn xem. Vì thế này họ không quay à? Rất căng. Anh cũng không rõ Vân Anh chắc là đánh từ bé chứ em. Vân Anh chắc được đào tạo từ bé chứ, không còn trẻ. Được sao hôm nay có vẻ tăng giảm hơi thất thường gì. Được số 3 không? Cao đập cầu để tấn công ngang dễ điểm. Đúng rồi, giờ để đập tấn công cao chuyển sang ngang là toàn thấy ăn điểm phải. Chắc lo bên này là căng quá anh em. Như thế, bên này căng quá. Bóng tay bung lên, dùng ngay 600 triệu là đẹp. 36. Đâu ấy như thế qua là áo chừng Việt Nam gặp hôm nay gặp đối thủ hạng này tỷ số 8-3. Hết nhờ. Kênh anh Hòa trong mình là mấy quả đầu cũng là chiều cầu hỏng nên là mất tự tin. Bất kỳ là tình cá giờ bây giờ dỡ lại 2 điểm hai em Thái Lan ra lên trên Đà Lạt rồi. Cải to nếu mà không quay thì điểm 50 rất dẻo. Chân đi sạc quá ao hết rồi anh em ạ. Đưa lên quả thứ nào xuống cuối cùng. Điểm 60. Được gần bóng hay quá. Đủ thảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin chào Việt Nam nha. Muốn làm tôi con này không? Anh đó. Điệp. Còn đấy. On. Ship ở đây nó lấy là thêm 730.000 nên thành 3.6 thì bảo quản có. Số 12, 16. Sang Nhật Bản bật kèo nào. Lên lấy chéo sân này quá. Quả này chịu đấy nha. Điểm số 18 13 13 thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Quả cuối nên diễn viên đánh tập trung vào. Đấy là quả cuối thì rất là hay.